Rồi, xin chào. Sau đây là cái cách mà để add Google danh bạ. Trước tiên là mình đăng nhập cái Gmail của mình, đăng nhập Gmail. Mình vào vào cái dấu chấm chấm bên đây. Mình tìm xuống đây Google danh bạ nè. Ok. Mình vào đây. Rồi, cái việc đầu tiên là mình phải mình xuất một cái xuống để mình lấy mẫu. Rồi, cho xuất. Xuất để mình lấy cái mẫu form Google. Ở đây là mình đã tạo form cái mẫu này mình download về rồi, cho nên mình không có lấy nữa. Đó, mình download về mình mở ra. Rồi bây giờ mình mở ra để mình lấy cái mẫu. Mình coi cái mẫu form của nó. Đây. Đó, đây thì mình để mấy cái này lại thôi. Đó, nó bị lỗi form, kệ nó, mình không sao, mình chỉ cần lấy mấy cái này thôi. Đây mình lấy cái name, đây mình lấy name, give name, cái này thì không cần thiết, mình cũng để luôn đi, để lấy cái này này đó. Còn cái nào không cần thiết thì mình bỏ đi, nhưng mà mình phải copy ra một cái file Excel mới đó. Mình copy cái này, mình copy cái này với cái số điện thoại, với cái phone đó. Đây đây là cái phone nè, phone một nè, copy này nè, nó copy đúng cái tên vậy thì nó mới Google mới hiểu nè. Rồi copy mấy cái đó lại. Rồi ở đây là mình đã tạo sẵn một cái này rồi. Đây. Đó, mình lấy cái mẫu nó về, sau mình copy qua một cái file Excel khác. À, copy qua một cái file Excel khác. Đó, thì cho name đây có bốn cái mình copy nè, đằng đầu nè, với lại là cái phone một nè. Đó. Thì số điện thoại thì mình để số điện thoại vào thôi. Rồi mấy cái này thì làm sao, mấy cái này mà làm sao để có như vậy thì mình sẽ làm như thế này. Đó. Mình cũng đưa qua, mình cũng lấy những cái dữ liệu của mình đó, tên đó, những cái tên của mình đó, mình đưa qua một cái file Excel mới, thì mình cũng đưa hết những cái tên đó vào đây, vào một cột. Sau mình có cái cột tên cột này, đưa vào cột này trước nha. Rồi mình sẽ copy cái tên cột này, copy hết tên cột này, mình đưa qua cái cột thứ hai, đưa qua cái cột cột D đi, tính là đây là cột B, mình copy qua mình để cột D. Rồi mục đích của cái việc này á là mình sẽ tách, mục đích việc này là mình sẽ tách cái tên cuối với cái tên đầu. À, đây là ở đây là họ và chữ lót, ở đây là họ chữ lót, còn ở đây là tên. Đó, mục đích là mình tách cái full cái tên đầy đủ. Đó, mục đích là mình tách cái tên đầy đủ thành 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 cái họ và chữ lót với lại là tên. Đó, tên đầy đủ thì mình copy ở, mình có ở đâu hay mình nhập ở đâu đó vô đây, sau mình lấy copy cái cột B này qua cột này, qua cột D. Rồi mình sẽ chọn hết cái này, chọn hết cái này, mình bấm Ctrl H rồi chuyển lên đây, tại cái ô này thì mình bấm, nên nó có thể nó có sẵn nên là mình đưa lên đây thôi, mình chọn cái này đó. Rồi ok, lâu đi rồi, cái cột này nó chỉ còn cái tên không thôi đó, cột này chỉ còn tên không thôi. Bây giờ cái cột này, cái cột giữa này nãy nó trống, cổ mà nãy trống thì mình đánh cái công thức này, mình đánh cái công thức này vào để mình lấy cái tên, cái họ và chữ lót. Thì ở đây á, mình muốn đằng trước mình muốn là ký hiệu một cái gì đó, như ký hiệu một cái gì đó thì mình thêm cái ký hiệu thôi. Ở đây sinh học sinh 2K3 cho nên là mình ký hiệu là 2K3. Ở chỗ này có cái khoảng trắng nè để cho nó cách ra, để nó cách cái 2K3 này, nó cách cái tên phía sau rồi ra. Rồi cái công thức này left nè, B nè, mình dành theo nè, B rồi phải lên B2, B2 phải lên B2 trừ lên D2. Giống như là cái này trừ đi cái tên này là nó còn cái này á, nó còn cái họ và chữ lót. Rồi cứ vậy thôi là mình ok. Đó, đó, chỗ này sẽ ra vậy. Nó ra như vậy và cái chỗ này nó sẽ đầy đủ vậy. Chỗ này là bình thường là nãy mình mới có vào. Được chưa? Đó thì mình sẽ tách ra. Mình tách ra được cái này và cái này. Rồi sau đó mình sẽ copy hai cái này, copy hai cột này, mình thảy qua cái file nãy mình copy, hồi nãy mình chỉnh á, đây
Đó, ngay chỗ cái tên không thì mình bắt vào đây, bắt thì mình có chế độ bắt nữa nè, chọn nè, mình chọn một chữ đầu thôi xong rồi mình bắt nè, chọn cái nha. À, mình chữ này nè, bát để mình giữ lại luôn, nó có nhiều kiểu bát. À, thì mình bắt kiểu này nó sẽ giữ nguyên những cái này, được chưa, nó không có đưa vào công thức. Đợi ba xíu rồi tương tự như vậy thì mình sẽ copy cái cột họ và chữ lót, copy copy rồi mình bắt vào cái chỗ này, được chưa, mình cũng dùng chức năng bắt đó luôn đó, để cho nó giữ lại đó, để cho nó không qua công thức nữa, nó không có qua, không cần qua cái công thức nữa đó, đây là giữ nó không qua công thức. Còn cái cột name này thì mình sẽ dùng cái công thức này, thì cái cột này thì bằng bằng cái cột này với cột này thôi, bằng cột này và cột này, nó là tên đầy đủ thôi nè, tên đầy đủ nè. Rồi bây giờ mình bắt, rồi mình copy cái số điện thoại hết vào, mình bắt với cột số điện thoại này, rồi mình sẽ lưu lại, mình sẽ lưu cái file này, file Excel thì mình sẽ lưu lại với cái mã là Unicode test đó, để cho nó tạo nên cái file chấm .txt đó. Rồi mình lưu file .txt nè, Unicode test nè, sau rồi mình lưu, rồi này nãy mình tạo rồi, yes. Rồi bây giờ mình vô cái chỗ nãy mình lưu á, đây đây .txt nè. Rồi mình chạy cái file này double click rồi nó chạy, nó là cái file của mình nãy nè. Rồi bây giờ mình vô file Excel edit, Excel edit thì ở đây mình sửa lại, đây mình sửa cái đuôi chấm csv, ở đây mình sửa thành đuôi v csv, rồi mình lưu, mình lưu đó, mình lưu rồi thì nó sẽ tạo cho mình một cái file giống một cái file là csv nè, hay cái đây là cái file mà nó cho phép mình đồng bộ với Google, Google danh bạ. Rồi bây giờ mình sẽ đồng bộ tạo thành cái file CSV này, bây giờ mình sẽ lên Google mình đồng bộ nè. Đó, nãy là mình xuất ra cái file mẫu để mình copy mấy cái tên ký hiệu đúng nó thì nó sẽ đồng bộ mới được. Rồi bây giờ mình sẽ nhập, mình chọn nhập, rồi chọn tệp, chọn cái tệp và CSV của mình hồi nãy, hay chọn cái tệp CSV, CSV nãy của mình mới tạo ra nè, của mình nè. Rồi nhập đây đó, sau khi mà mình nhập á, thì nó sẽ báo ngày nhập nè, ngày tháng nhập nè, chỗ này mình có thể mình sửa tên lại được, chỗ này mình có thể sửa tên đó, sửa tên cho sao để cho mình dễ tìm gì đó, đó. Rồi lúc cái tên nè đó, thì trong cái tên này, trong cái này nó sẽ có tất cả những cái số điện thoại vậy, tên, số điện thoại đó, và ký hiệu 2K3 hết. Rồi đây là xong trên Google. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua mình đồng bộ từ Google xuống điện thoại. Đây là mình vô cái danh bạ, danh bạ nè. Rồi bấm vào cái dấu này. Đây. Như quản lý danh bạ. Đồng bộ danh bạ, chọn đúng cái địa chỉ, chọn đúng cái địa chỉ email mà mình đã đồng bộ, rồi đồng bộ, nó đang đồng bộ, rồi ok, nó đồng bộ xong. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ chọn cho nó hiển thị tất cả danh bạ, rồi, ok bây giờ mình tìm thử nè, 2K3 nó sẽ ra tất cả, tất cả có cái đuôi cái ký hiệu đầu là 2K3. Ok.